tại bang F-35 thể hiện khả năng tàng hình đẳng cấp dưới đáy biển. F-35 là tên gọi của thế hệ tiêm kích thứ 5 của Hoa Kỳ và họ luôn tự hào về khả năng tàng hình của nó. Mỗi chiếc F-35 có giá trên dưới 100 triệu bảng Anh, tính ra tương đương hơn 3.000 tỷ Việt Nam đồng. Không chỉ giỏi tàng hình trên bầu trời mà vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, một phi công của Vương quốc Anh đã thể hiện khả năng tàng hình đẳng cấp của F-35 dưới đáy biển. Đến nay đã một tuần mà vẫn chưa ai vớt được luôn. Mặc dù được trang bị nhiều công nghệ hiện đại tiên tiến bậc nhất trái đất, nhưng nó vẫn không thể thắng được một tấm vải bạt. Chính xác, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một tấm vải bạt khoảng vài chục nghìn Việt Nam đồng đã bị hút vào khoang động cơ, khiến nó xuống làm bạn với tàu Titanic. Lý do vụ việc này khiến dư luận thế giới quan tâm là vì F-35 sở hữu rất nhiều bí mật công nghệ quân sự của Mỹ và khối NATO, nhưng nó lại rơi trên vùng biển quốc tế. Tức là hiện tại ông nào vớt được thì ông đấy hút luôn. Nếu như phe đồng nát sắt vụn của phe khác mà vớt được thì bao nhiêu năm nghiên cứu của Mỹ chính thức coi như bỏ. F-35 phiên bản tao bao Quảng Châu cho mọi người mọi nhà. Cuộc chiến trục vớt đang trở nên cực kỳ hấp dẫn với sự tham gia của rất nhiều cường quốc lớn. Tuy nhiên đúng với danh hiệu thế hệ tàng hình thứ 5, tàu ngầm F-35 vẫn đang thể hiện màn tàng hình đẳng cấp dưới đáy biển khiến cả quân địch lẫn quân ta không thể tìm thấy được. Tàng hình thế nó mới gọi là tàng hình chú lị.